do mạng ra này khác, chứ có phải là cộng sản đánh sập đâu. Hoàng Tuấn Bạch ai cũng trai lên lại lên tiếp. Ok à, em trai ở lên. Diễn đàn nó bị mạng biết thì sao, là nó bị sập là chuyện bình thường, có gì đâu, cứ đổi cho cộng sản, cái gì cũng đổi cho cộng sản hết. Diễn đàn đang livestream thì nó Ôi trời yếu ơi. thì nó bị Trời. đứng đơ, thế là nó sập. Dạo này Thế quá đáng là buồn luôn. anh Hoàng Tuấn Bạch thì anh nói là diễn đàn của anh mà cũng bị cộng sản đánh sập nè. Cứ cộng sản hết, cứ sập là do cộng sản hết nha. Không sao. Cứ cộng sản hết, Lấy cái gì cũng đổi cho cộng thì sản lấy em có lên cái diễn đàn của Hà Bi, em thấy là có một cái bạn ở bãi trên Lào Cai, à. thì bạn ấy đánh giá là coi như tình trạng là coi như nó kêu gọi rất là khủng khiếp, có đến hàng nghìn người vào xem À. livestream của Tân Thái thế kìa, À. nhưng mà coi như là khả năng 1.000 người là nó sẽ tạo cái hiệu ứng của vừa Rồi rồi có. nghe một cái bạn ở trong miền Nam ấy, thì quận 10 bạn bảo đấy, bạn không được nhận được cái gì thì chứng tỏ là chẳng có gì đâu. À. Tôi nói chuyện là hết sức đơn giản mà, tôi xưa bảo là 129 chắc chắn là đưa vợ con gia đình đi chơi Cứ đâu đi anh. chơi, ta cứ đi chơi bình thường, mình đi những nơi ấy, chơi còn chà. Thứ nhất là kêu gọi bà con này này, nếu bọn nó có biểu tình ấy thì ta tránh xa, nhân dân là ta phải tránh xa cái đoàn biểu tình đó, vì đến không may ra xảy ra vấn đề gì là ta tự nhiên bị oan đấy. Những người dân là tránh xa, nếu mà họ lo chung bọn chúng có bởi biểu tình ta tránh xa đi, đừng có đến gần đó nha là bị oan đấy. Đến gần những cái đoàn biểu tình là bị oan ra, tại vì là thứ nhất là chính bọn chúng nó hô hào, nó không biểu tình thôi, biểu tình là nó mang những cái thứ như là xăng này, rồi là một số cái thuốc độc họ nó ngâm vào gì đấy để đấy Chỉ đấy. kinh lắm, tiêm tiêm mình cái thứ mình sợ Thì lắm. đấy đấy, vì vậy ta phải tránh xa, vì chính có khi là chúng lại đánh vào chính bản thân ta đấy, chứ không cứ gì bảo là công an hỏi đâu, họ có đánh họ bắt chăng nữa thì nó sẽ dùng những cái thứ đó, thì ta tránh xa tốt nhất, tránh xa không bị oan ra, thế bị oan ra cả hai bên chứ khỏi bị một bên đấy. Cho những người dân bình thường ta là nên tránh xa đấy, như à. À, hôm nay chủ đề về biểu tình sữa khoai lang. Và chủ đề là bọn chúng kêu gọi về vấn đề biểu tình. Đấy thì Hai chín mùng 2 tháng 9. Đấy, mùng 2 tháng 9 hoặc là là từ anh lấy ấy mùng chưa 2 tháng 9 hả? em mở chủ đề này. Tại quảng trường Ba Đình năm 1945, vào ngày mùng 2 tháng 9, Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập thành lập dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đúng đấy, Thằng anh rồi đúng. thế thì ngày mùng 2 tháng 9 năm 2018, không biết là chúng nó hô hào cái gì em không biết đâu. Hào là đánh sập cộng sản vào ngày 29 này. Thế là theo như lời Tân Thái, tôi vào kênh của Tân Thái nhiều và nghe cũng có một số người hiểu ứng. Nói chung là tôi thấy là thường thường là cái kênh của Thái rất đông, nhưng mà trong đó phải có một nửa người mình rồi, vào một nửa người của bọn nó đấy. Nhưng mà chúng hô hào như thế thì bọn Tân Thái thì là những ai vào cái kênh của nó mà không nói gì, chỉ xem không thôi, hoặc là mình có comment những cái câu chung chung thì nó không sao, chứ như tôi vào đấy mà comment lên một câu là lốc tôi ngay đấy, phản đối chứ không là cái lốc ngay đấy, là kênh của chúng Thế anh thế thế nào em không được kết nối được vậy? Từ đó. xưa em kết nối lần sao nó mất, tôi không kết nối được. Nó nói mà không ấy là nó bắt lốc mình luôn, là không thể nào mà vào được nữa. Thế cho là cái bọn nó là chỉ Anh siêu năm ơi, chiều à, anh siêu, có anh theo dõi Tân Thái một thời gian thì em không biết là Tân Thái thuộc cái đảng phái nào hoặc tổ chức nào anh nhỉ? à, Hay cái nó cứ vấn đề gào này thôi á, sướng sướng. thì Tân Thái thì là cái tổ chức của nó là nó làm trong cái đảng Ba Que, mà tổ chức của nó là cái tổ chức làm leo chuyên đi rũa móng chân mới rửa đít cho bọn ngoại bang thôi, chứ còn cái trình độ của Tây nó đen cũng tây chỉ đen tây đen tây đen tây đen tây đấy, đen đấy cái trình độ của bọn nó ừ. cũng chỉ có thế thôi, mà nếu không có người làm leo, Tân Thái chính bản thân Tân Thái là người chết đói trước ở bên Mỹ, nếu không người làm leo thì chính bản thân Tân Thái là người nào bị chết đói trước. Chứ vì người Việt Nam mình ấy thì dù có nghèo thì người ta nói có lá lành bồ đùm lá rách, rồi nó ngày xưa tôi nhớ cái thời xưa cái phong trào như cái năm 79 80 á, là những cái năm đó là sau khi giải phóng đánh Trung quân Trung Quốc xâm lược cái tháng 2 năm 79 xong ấy, thì bây giờ là đảng ta có ra một cái nghị quyết là lá lành đùm lá rách và lá rách đùm lá rách nữa, vì lúc đó đất nước ta rất khó khăn,
nhân dân ta rất là nghèo, nhà nước ta cũng rất là nghèo. Trong khi đó Trung Quốc xin phép lại anh đòi. siêu là em siêu ơi, em xin phép anh kể câu chuyện của người Mỹ này. Em thì gốc chính xác là em là người Hải Phòng, người Thủy Nguyên, mà riêng Thủy Nguyên thì anh đến Thủy Nguyên anh ở đấy có những cái làng Kiều, đúng có nghĩa là cả một làng thậm chí hồi đấy họ đi nước ngoài hết rồi. anh ạ. Thì em có một ông gọi là ông bác, gọi là trên ông anh trên ấy, ông gọi tao ở Mỹ mỗi ngày tao đi làm 300 cây số, tao đi làm leo, thế thì tối về chẳng có làm gì, chỉ mỗi nghe nhạc với uống rượu thôi. Thế xong em có đứa con gái, thế xong rồi anh bảo chứ hay cho nó sang Mỹ. Ủa, sang Mỹ làm gì bác? Sang Mỹ làm neo với bác. Ủa, tôi nuôi con gái tôi bốn mấy tuổi, bao nhiêu năm rồi tôi không cho đi, sao sang làm leo chứ? Để có tiền. Ủa, tiền chẳng để làm gì, cuộc sống bình yên sung sướng, bố mẹ thích nói chuyện thích làm gì làm, sau này lớn lên coi như là có thể làm, ông không được làm coi như là quan xếp nọ này nọ thì coi như cũng phải làm cái nghề cho đàng hoàng, nhưng sao mà phải sang Mỹ đi làm leo, làm cái nghề coi như mà khác làm gì, mặc dù tiền nó thật nhưng mà không phải tất cả vì tiền được anh ạ. Và đúng rồi. Và sống đây có bà con, có đồng bào, có công công kia việc lọ thì anh em gặp nhau, nhưng bây giờ đi sang Mỹ thì bây giờ nó về buồn lắm anh ạ. Ở đấy nhá, ông bảo đi về nhá, chỉ có ngồi ở vào vào phòng uống rượu và có những nghe nhạc, nhưng sao không sao đi làm đấy, buồn đúng không anh? Cuộc sống ở Mỹ thì người Việt mình thì cũng thích sang, bây giờ cũng thích sang, tại vì là sang Mỹ nếu có quốc tịch ấy thì anh không phải lo cuộc sống, anh nghèo anh hèn thì anh gọi là homeless anh vẫn có coi như là chính phủ nó nuôi cho ăn đấy. Đúng rồi. Thế nhưng mà cái tiền của Mỹ thì hiện tại bây giờ nó đang đứng trước nguy cơ là khả năng là cạn kiệt, chính phủ khả năng là đóng cửa hoạt động. Thế cho nên là người đến thời kỳ Donald Trump thì nó lên nó mới là coi như là gọi là first American ấy, có nghĩa là quyền lợi nước Mỹ là trên hết, nó không quan tâm đến việc coi như các nước khác, ví dụ như là nó bảo Nhật Bản mày phải trả tiền cho tao, bảo các nước châu Âu bây giờ tao bảo vệ mày chống thằng Liên Xô thì chống thằng Nga thì mày phải trả tiền cho tao thì tao mới đóng quân đội ở nước mày, chứ còn không có tao không bảo vệ cho mày đúng không ạ. Đúng Thế mà rồi. họ coi như là ra cái lệnh coi như đánh thuế cao đến 25% để chống Mỹ, nhưng trên thực tế thì chống Trung Quốc, nhưng trên thực tế thì họ lại chống chính những người dân Mỹ, vì Trung Quốc chỉ là cái công nhà xưởng lắp ráp thôi chứ có sản xuất được cái ô tô đâu, có sản xuất được iPhone đâu. Đúng rồi. Thế cho nên là đấy, thế nên là cái tất cả thiết bị của Mỹ lắp ráp ở tại Trung Quốc thì đều là cũng nhập từ các nước khác. Nếu mà nếu mà ông đánh thuế cao thì người Trung Quốc nó chỉ được hưởng cái công lắp ráp thôi. Nên nếu mà giờ ông đánh giá ông đánh thuế cao thì đương nhiên là cái việc là cái giá nó sẽ đắt, Đúng không bán rồi, được, đúng rồi. không bán được iPhone chết, thằng laptop rồi tất cả thằng BBM rồi thằng sản xuất các linh kiện lắp ráp ở Trung Quốc đều chết. Nhưng còn người Mỹ là thiệt nhiều hơn. Thế cho nên giờ nó mới bảo thôi thì xem lại. Cái vấn đề chính sách của Mỹ á, thì mình thì không 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 can thiệp và mình không muốn bàn đến cái chuyện chính sách của Mình không Mỹ. quan tâm, mình nói Thì chuyện Mỹ vui thôi, nói chuyện vui mình thôi, nói còn Mỹ thì họ nói sẽ không về để thích cho các họ. bạn ở Mỹ biết là cuộc sống ở Mỹ nó như nào, Đúng buồn rồi. lắm, nên là gần Còn là Tân Thái hoặc là Bentley Trương cứ lên hô gào cho nó vui thôi, để xem để xem nào có ai ủng hộ tiền để gửi về thôi, gửi ủng hộ được 10 đồng thì gửi về đất nước khoảng 2-3 đồng, thuê mấy thằng nghiện gặp với như cầm này khác đúng lên rồi. để làm những cái cảnh thôi, dàn trận để quay Còn camera để lấy tiền thôi anh. hiện tại cái chính sách của Ba Que thì tôi nói cho bà con mình hiểu này này, họ là muốn đánh sập cái nền kinh tế của Việt Nam. Đấy, đấy là họ muốn Không, đánh họ sập. muốn lấy chặt luôn anh ạ. Không, họ hô hào đánh sập nền kinh tế Thực của Việt sự là Nam. không, không, Muốn. Không, đấy là họ không, hô không, hào không, đánh không, sập nền anh kinh nghĩ tế vậy. của Việt Nam. Tôi Không, ngồi trong chương không trình anh tôi ơi. nói rất nhiều, muốn đánh sập cộng sản thì chỉ phải đánh sập nền kinh tế của Việt Nam thì mới đánh sập Không, được không, cộng sản. không, Đấy là cái hô hào của bọn không, anh bổ sung thôi. à. Nó hô hào thế là đúng, nhưng mà trên thực tế là nó rất mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam vững 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 chắc. Tại vì không có vững chắc thì nó mới có tranh đấu và đâm ra nó có tiền. không Chứ không nếu như mà à Cộng sản Việt Nam mà à không còn thì đấy nó buồn lắm, đúng chẳng biết rồi, chúng nó làm trò gì. cái nghề của nó Đấy, cho là nên cái nó nghề rất mong đó là coi như Đảng vững mạnh, nước coi như giàu, để chúng nó coi như là đánh vào cái nỗi đau của đồng bào, coi như là xa xứ đâm ra là nó lấy tiền thôi anh ạ. Chúng nó mong muốn lắm, nó muốn nó là những người coi như cái gì chống đối, là những người coi như yêu nước dân chủ cái thứ, để chúng nó lấy tiền thôi, Và đấy là nó mong lắm. theo cái đánh giá của chào mọi người trên diễn đàn nhé. Thế thì theo đánh giá của một số cũng có hai cái tầng lớp đánh giá. Một cái tầng lớp đánh giá là nó chỉ là cái nghề của nó là cái nghề chống cộng thôi, thì cái nghề nó là cái nghề chống cộng của nó thì mới là kiếm ăn được. Đấy, một số đánh giá thế. Đúng Còn một số thì họ đánh giá rằng
nếu chúng muốn lật đổ Đảng Cộng sản và đánh muốn đánh thì mà đánh sập nền kinh tế của Việt Nam để đánh lật đổ Cộng sản thì là họ đánh chính là những người dân nghèo Việt Nam đấy, mà cái chính sách của họ thế thì họ không bao giờ là họ thực hiện được. Dân Tại ủng vì hộ. này này, muốn đánh sập được Cộng sản thì trước mắt phải là những người dân nghèo người ta ủng hộ thì mới đánh sập được nền Cộng sản, đánh sập được Cộng sản. Chứ bây giờ họ đánh là đánh vào dân nghèo, thì trước hết họ đánh vào dân nghèo, thế thì là dân nghèo rõ ràng không ủng hộ họ rồi. Vì bây giờ họ muốn đánh sập nền kinh tế Việt Nam thì họ phải phá phách cái nền kinh tế của Việt Nam, mà phá phách nền kinh tế Việt Nam thì phải là đánh vào dân nghèo. À, người dân nghèo thì rõ ràng là họ phải căm thù cái bọn phá đám đó, thì họ không lấy lòng được người dân nghèo thì họ chỉ có chết trước đi, làm sao đánh sập được đạp đổ được Cộng sản. Thế cho là cái bọn chúng nó ngu ở cái chỗ đó, cho là tôi nghĩ là nói như Dốt đánh thôi giá anh ơi, em bổ sung là dốt 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 dốt, bọn nó dốt nhưng nó ngu thì mình xúc phạm người ta quá, nó gọi đấy, là dốt. Chứ còn đúng đôi rồi. khi là nó khôn lắm ấy, bọn nó khôn lắm, nó muốn như thế để nó kiếm tiền thôi. Rồi thế còn cái bọn nó mà nếu mà đánh giá theo một số người nói là cái nghề chống cộng của bọn chúng để chúng kiếm tiền lừa đảo cái Kiếm đồng tiền bào hải ngoại thì cũng có thể nó là một cái rồi. nghề, vì chính chúng tôi cũng đánh giá là cái bọn dân chủ cụ trong nước này là nó cái nghề, nó là cái nghề của nó bây giờ gọi là cái nghề dân chủ cụ đấy, vì Thì anh họ thấy là muốn kiếm được cái tiền nghề ở đấy hải gọi ngoại gửi về thì họ phải làm một số cái clip để chống cộng sản thì đưa ra nước ngoài, thì nước ngoài nó mới lại gửi tiền về để nuôi mà ăn đấy, thì mới có chứ không có toàn cái bọn dân chủ cội là cái bọn coi như là không có nghề nghiệp rồi là đúng rồi, thì đấy dân cũng không có nghề nghiệp nó mới làm nghề này, chứ đó còn là đâu nếu có cái nghề người ta đi làm ăn đấy đấy chứ. đấy đó là như vậy. Cho nên là mỗi một người có một cái cách nhìn về đánh giá của bọn nó khác nhau, nhưng mà cuối cùng chốt cục lại thì nó có đi đường nào đi chăng nữa thì không làm gì được cộng sản, khẳng định một câu như thế. À, bây giờ tôi nói này này, ngay như Philippines là một nước coi cũng đa đảng đa nguyên có đúng không nào. À, hiện tại bây giờ là một số cái phần tử người ta nổi dậy ở phía miền Nam đấy, chính phủ hàng 10 năm nay đã dẹp được chưa, chính phủ Philippines đã dẹp được chưa đấy, thành phần đó chống đối, cuối cùng là người dân nghèo Philippines là người phải chịu thiệt hại nhất, những người ở khu vực chiến tranh đó đấy, hai đảng phái đánh nhau, hai hai bên đánh nhau thì rõ ràng người dân là người chết oan, và cái nền kinh tế của khu vực của đó Philippines bị nghèo đói xuống thì ai là người chịu, người dân nghèo chịu thì ai chịu, đúng không đấy. Thế cho nên ở Việt Nam Đúng ta rồi, bây giờ như ví thử bây giờ cứ nói đến đến coi như là khu vực coi như là Ninh Thuận, Bình Thuận và là khu vực đấy nó có cái khu du lịch rất nổi tiếng đó là cái khu du lịch của Bình Thuận đấy, là tự nhiên lại quên mất. Mà bây giờ nếu cứ nói đến đấy là người người Việt dân Nam phần gì, đã đi khu vào khu đấy, đúng rồi không vào đấy du lịch rồi đúng đúng không rồi ạ? đúng rồi Khu đấy thì nó nhiễu đường lắm, dân nó bạo động lắm, nó manh động lắm, đấy đấy thì rõ ràng là cái người ta sẽ không đến cái khu vực đấy đúng du lịch, thì người dân là sẽ không có việc làm, không có đúng thu nhập, người ta không mang tiền vào, đúng thế là khu vực dân dân khổ đúng phải không anh? đúng Đấy thì bây giờ cứ nói đơn giản, bây giờ em không biết nào chứ bổ cứ đi mũi né Bình Thuận là em sợ đấy, một đúng rồi tôi đấy, không vào đâu, dân đi chơi đâu chơi, tôi vào Đà Nẵng tôi chơi được, nó hoặc định là tôi mua đi Hà, tôi đi coi như Hạ Long tôi chơi đi, hoặc tôi vào thành phố Hồ Chí Minh chứ tôi không vào Mũi Né Bình Thuận đâu, hoặc là tôi cùng lắm tôi chấp nhận mất xa tí tôi đi Vũng Tàu chứ tôi không vào Mũi Né đâu. đấy Không biết là có thống kê nào chưa, nhưng mà cái lượng khách du lịch ở đến đến Mũi Né chắc chắn là sẽ thay đổi. giảm rồi, đúng rồi, vì cái thời kỳ đó là họ lại đánh đuổi người Trung Quốc đến du lịch đấy, cho một số lời người ta rõ ràng người ta phải giảm đi rồi, người dân nghèo ta bị coi như mất thu nhập đi, là người dân nghèo thiệt đấy, là chúng đánh vào những Đúng người rồi. nghèo. Thì bây giờ tôi nói thật đấy, bây giờ có chúng có hô hào Bình Thuận đấy, Bình Thuận dù rằng Bình Thuận là rất nhiều cái thành phần coi như là theo Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đấy, và vừa rồi cũng một số cái dạng đó nó nổi dậy, thì bây giờ họ lại nhìn thấy rằng chính Thiệt thôi họ thiệt thòi. À, Thanh Long thì đúng không xuất rồi, đi thì khẩu không đi được, được bọn kia nó không bảo, nó không bảo kê cho ra nước ngoài, đấy, bây giờ coi như vẫn ở Việt Nam mà đúng làm ăn không làm ăn được, dân không đến đúng khu đấy, người trước thì ho có gáy có gì đâu anh. đúng, bây giờ là dân là một số đồ sỏi đi tù, thế còn một số coi như là dân ở ngoài Thanh Long thì không bán được, xuống giá mất giá ầm ầm, coi như đang thu nhập được vài trăm triệu tháng, bây giờ thu nhập có mấy chục triệu tháng một năm, thế thì Dân khổ, dân khổ. dân khổ đấy, du lịch thì bây giờ khách không đến thì bán hàng cho ai
Đấy. Em chẳng biết nào, như em là người Việt Nam mà giờ cứ đi nó đi mũi né Bình Thuận này, em sợ em không đi, Đấy, em đấy, chẳng đấy. biết như nào. Đấy, ví dụ như thế. Đấy chứ Chứ phải người dân nghèo thiệt chứ em ạ. nghĩ là như vậy là đương nhiên cái lượng khách du lịch giảm, lượng khách Đúng. du lịch giảm thì người dân không có thu nhập Đúng. Đấy. đúng không? Nhưng Còn đâu mà bây giờ em nói về biểu tình em chẳng biết như nào, nhưng mà vừa rồi em thấy chẳng hạn như là một vài nơi ầm ĩ lên biểu tình thì rõ ràng là dân, những cái dân mà ở mặt đường ấy, đường phố ấy, là rõ ràng họ không có kinh doanh thu nhập đúng đúng không anh, đúng đúng không, họ không có kinh doanh thu nhập, họ bán không ai mua, thế đúng rõ ràng là họ sẽ chống đối với cái việc coi như các ông đến như cửa nhà tôi, các ông gào ầm ĩ lên là các ông phá hoại tôi, kinh tế của tôi, gia đình đúng tôi, đấy đã là phá hoại. đúng thế thì bây giờ nhưng mà khổ là cái bọn Tân Thái nó lại hưởng ứng, nó lại bảo là noi gương Bình Thuận, nó noi gương Bình Thuận để cho dân chết thì noi gương ai ủng hộ nó, thì hỏi rằng ai ủng hộ chúng nó về cái vấn đề đó, dân là người dân nghèo là người chết trước đấy. Thế thì Không vâng, biết chào trong diễn đàn anh, này cảm ơn có chú người Bắc. nào ở Bình Thuận không, nên nói vài câu cho nó rõ ràng. Bình Thuận thì Khổ lắm, dân bây giờ tự nhiên không có việc làm, mà thu nhập còn thấp, đấy, khách du lịch không đến. đúng đấy, cho nó khổ cái là người dân nghèo ta là bị thiệt thòi trước, chân bọn chúng là phá đám thế thôi, nhưng mà bọn Tân Thái thì nó hô hào, nó bảo như phải như thế, phải như thế thì dân chết. Cũng nên bọn nó là cái bọn dốt nát, làm chính trị mà dốt nát thì bao giờ mới thành công được. Nói như ngày xưa Ờ, anh nói tốt nát được, đừng ngu, ngu là nói kia nặng lời quá. tôi nói Ừ. ngày xưa khi mà Bác Hồ kêu gọi đất nước ấy Toàn dân kháng là chiến. đất nước ấy là tất cả vì miền Nam ruột thịt đấy, vì giải phóng đất nước, vì coi như Sẵn là thống nhất đất sàng nước nhường cơm trẻ áo. thống nhất đất nước, thì người miền Bắc ta tất cả những thanh niên từ 16 17 tuổi trở lên chưa đến 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 tuổi nghĩa vụ quân sự đã làm đơn xung phong đi bộ đội, còn ở nhà toàn những phụ nữ tay cày tay cuốc, rồi lại vừa nuôi con, rồi lại cày cuốc, lại còn tay cầm súng đấy chứ, để sẵn sàng chiến đấu bắn máy bay Mà đấy. súng bây giờ để, sẵn Đấy, ở đầu ruộng đúng, khoác đấy, trên lưng rời tay đúng cày không, mà là cầm mấy súng thôi, đi cày khoác trên lưng cái súng đó để sẵn đúng sàng rồi có khi bắn máy đấy, bay kiểu và o bắt du phi kích công ấy, miền Nam ấy đấy, thôi, đúng o đấy. du kích ấy, sẵn sàng đeo súng luôn như đi cày. Và biết bao nhiêu những cô gái vào chiến trường đi làm thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn đi cứu nước, biết bao nhiêu cô gái, những đấy, những thanh Sẽ niên dọc cả Trường nam Sơn nữ đi cứu nước đúng mà lòng phơi phới đấy. dậy tương lai. Đấy, vì vậy cho là cái tinh thần giải phóng đất nước đấy, tinh thần có những thống nhất đất nước lúc bấy giờ của nhân dân Việt Nam ta rất là cao đấy. Nhưng đấy là một Có lời vẻ là nói mà đúng đắn, đi vào lòng người, một lời hô hào của một một người mà đi nói đúng với thực tại, đi vào lòng người thì nhân dân được nhân dân cả nước ủng hộ ngay. Nhưng mà một lời nói mà để tiêu diệt những dân nghèo như bọn Tân Thái thì ai người ta ủng hộ? Và đúng không nào, tôi thử xem mà nào, có ai điều vĩ ai đại ai này suy siêu nghĩ này, đây nhỉ? Và có điều vĩ đại này, có nghĩa khi Bác Hồ mất rồi năm 1969 Bác mất, nhưng miền Nam giải phóng năm bao nhiêu anh? Việt Nam giải phóng năm 1975, Thế từ 69 đến 1975 là bao nhiêu năm? 6 năm đúng 6 không? năm đúng. Bác mất đi rồi, cuộc cách mạng vẫn thành công. Đúng. Mất đi rồi cũng Phải anh không anh? đúng, cái tinh thần lúc đó vẫn, kể cả nếu năm 75 không giải phóng thì đến năm 80 Vâng. rồi cũng sẽ giải phóng. Đấy. Vâng, Điều thế thì em gì? hỏi anh nhờ, bác Tôn Đức Thắng, bác Lê Duẩn, À. rồi đến bà Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, thế thì là người miền Nam hay người miền Bắc? À, nói là bà Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình là thuộc lãnh tụ của quân giải phóng miền Nam, lúc bây giờ là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Còn ông Lê Duẩn thì lúc bây giờ là tổng bí thư Cộng sản ngoài Bắc, ví dụ thế. Ông Tôn Đức Thắng lúc bây giờ Không, ông Lê Duẩn là gốc người đâu anh? không, gốc người miền Nam nhưng mà lúc đó là ra ngoài Bắc và làm tổng bí thư Đảng Cộng Chính sản rồi. Đấy. chính Nhưng xác. mà Chính xác. ta nói là cái thời kỳ bắt đầu ký kết hiệp định Paris năm 1973 thì là quân giải phóng miền Nam là một thành lập là một chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng với chính phủ là Việt Nam Cộng hòa, là hai cái chính phủ đó ở trong miền Nam, còn chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì lại ở ngoài Bắc đấy. Thì chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ là hỗ trợ cho cái chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, vì lúc đó là chính phủ Thế em hỏi anh cho, thế hiệp định Paris ký kết là do ai ký kết? Do Mỹ với ai ký kết? do Mỹ với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký kết, còn Thế Việt Nam Cộng hòa là đâu? Việt Nam Cộng hòa là ký kết với quân giải phóng miền Nam, chính phủ quân giải phóng miền Nam đấy. À. Đấy là trong nội bộ miền Nam Việt Nam lúc bây giờ là hai chính phủ đó ký kết với nhau đấy, là ký kết À. là Nhưng mà Mỹ ký, Mỹ Mỹ đứng ra ký mà. không, Mỹ ký với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc bây giờ là
ký kết với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là không dính vào miền Nam Việt Nam, để cho miền Nam Việt Nam tự giải quyết với nhau, hai chính phủ tự giải quyết với nhau. Đấy, là không được dính dáng gì đến. Vì vậy khi mà lúc mà giải phóng miền Nam mà hạm đội 7 Mỹ còn đóng ở còn ở ngoài Biển Đông, nhưng mà có dám dính dáng vào đâu, vào miền Nam đâu, họ không dám dính dáng vào vì đã ký kết trên thế giới, trên cộng đồng quốc tế rồi, họ không dám dính dáng vào. Đấy, đấy, nó là như thế. Sao bây giờ Xác định bây sai bây rồi, giờ nó là kể nó sai rồi thế nào? Đó là rõ ràng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ là ký kết với Mỹ, là hai bên là ký kết với nhau. Còn Nguyễn Văn Thiệu đầu tiên là không ký, nhưng mà sau rồi ký cũng phải ký vì Mỹ bắt buộc Nguyễn Văn Thiệu phải ký vào cùng với quân giải phóng miền Nam. Đấy, nói là như thế, nói rõ là như thế, nhưng sai là sai thế nào được. Đúng rồi, đại đa số lãnh đạo ta là người miền Nam. Đấy, nhưng mà sau khi giải phóng miền Nam nữa rồi thì lại lãnh đạo miền Nam lại càng nhiều nữa. Đấy, vì hai chính phủ thì là lãnh đạo ta lại nhiều nữa, như ông Phạm Hùng này, nó đều là người miền Nam hết. Rồi là ông Võ Văn Kiệt là đều là người miền Nam. Đấy là của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là sát nhập vào, thì họ lãnh đạo nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ là đa số là người miền Nam nhiều, chứ người Bắc ít thôi, có nhưng mà ít. Đó. Đó. Đấy, đúng. Thế thì rõ ràng cái cuộc kháng chiến mà là trường kỳ chống Mỹ cứu À. nước thì thực tế là người miền Nam người ta đứng lên, người ta cũng 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 đã cũng 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 đóng phần vào cái việc giải phóng đất nước, chứ đâu phải là người Bắc mà nhiều lúc À. bọn nó nói là miền Nam xâm lược Bắc là như nào. Nói cho Tiến Mà Dũng rõ Nguyễn ràng hiểu là này. một Đây. miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam Ta. hoặc là miền Trung Việt Nam thì cũng là một Và ông tổ, ta thì có thể cũng gọi là là vua ngụy, Hùng. ta thì gọi là ngụy, nhưng mà nói về ký kết ấy, trong cái biên bản ký kết năm 1973 Paris á, thì là trong biên bản thì họ không gọi là ngụy, còn gọi là ngụy là người Việt Nam ta. Đấy, gọi cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa là ngụy. Đấy, nói đúng là như thế. Nhưng mà trong cái vấn đề thế giới mà ký kết ở Paris, người ta không ký kết là ngụy. Đấy, nói thế để hiểu chứ còn là gọi sai là ta gọi nó ngụy thôi. Đấy, đúng là như thế. Lịch sử Việt Nam thì gọi Việt Nam Cộng hòa là ngụy. Đấy. À, đúng rồi, Nhưng ngụy mà không đủ tư cách, là không đủ tư cách ký với Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Nhưng mà họ ký kết giữa miền Nam với nhau là ký kết với chính phủ của Nguyễn Thị Định lúc bấy giờ. Đấy. Là miền Nam là giữ nguyên thể trạng như vậy, là vùng giải phóng là phải giữ nguyên, và vùng ngụy là phải giữ nguyên, không bên nào được lấn chiếm bên nào. Đấy, nó là nói là ký kết trong bên đây để đi đưa đến sau này đưa đến là bầu cử thống nhất của chính phủ Việt Nam. Nhưng mà sau khi ký kết Mỹ rút đi rồi thì chính phủ của Thiệu lúc bây giờ là chính phủ Ngụy lúc bây giờ Việt Nam Cộng hòa là cậy mạnh, ta có súng lớn Đại Bác xe tăng là tấn công vùng giải phóng, lấn chiếm vùng giải phóng rất là nhiều. Đấy, thế là tôi kể chuyện là cái đầu đuôi là như thế. Lúc đó là Cao ủy Liên Hợp Quốc có đặt đấy, một số người đến để theo dõi về vấn đề miền Nam Việt Nam. Lúc bây giờ lăn tại Sài Gòn là có Cao ủy Liên Hợp Quốc, trong đó những người đại diện cho Canada này, Pháp này, Đức này, Anh này, và một số nước nữa, là họ là lập ra một cái ủy ban Cao ủy Liên Hợp Quốc lăn tại Sài Gòn để theo dõi. Thì liên tục họ lập những cái viết những biên bản gửi lên Liên Hợp Quốc là quân Việt Nam Cộng hòa lấn chiếm vùng giải phóng rất là nhiều. Đấy, nói như thế. Vì vậy là khi giải phóng năm 1975, đấy, quân giải phóng miền Nam Việt Nam là tấn công và giải phóng miền Nam, thì Mỹ không thể làm gì dính dáng được vào, và được Liên Hiệp Quốc ủng hộ. Lúc bây giờ là được Liên Hiệp Quốc ủng hộ, họ không dính dáng, Liên Hiệp Quốc họ không dính dáng vào vấn đề đó nữa, vì chính là quân Ngụy là người vi phạm vào Hiệp định Paris lấn chiếm vùng giải phóng. Đấy, nói cho mọi người hiểu đấy. Lúc đó là liên tục coi như là các đài trên thế giới là họ lên án quân đội Ngụy Sài Gòn, quân đội Sài Gòn lúc bây giờ lấn chiếm vùng giải phóng. Đấy, nói rõ là như thế. Sau khi ký hiệp định Paris là thế giới lên án rất nhiều, là quân Ngụy Sài Gòn là lấn chiếm vùng giải phóng rất là nhiều. Đấy, vì vậy là liên tục mở các cuộc hành quân để lấn chiếm vùng giải phóng. Vì vậy cho nên là họ lúc mà quân giải phóng miền Nam Việt Nam
không đưa đến được cái vấn đề thống nhất thì họ phải tấn công trở lại, tấn công lại họ giải phóng miền Nam đấy. Và 576 thì bây giờ mới là hai chính phủ, lúc bây giờ còn lại là hai chính phủ miền Nam và chính phủ miền Bắc. Lúc bây giờ là bầu cử quốc hội lần đầu tiên của nước Việt Nam, của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, thì bây giờ mới hai chính phủ sát nhập là một. Và lúc đó lãnh đạo của đất nước Việt Nam lúc bây giờ là đa số là cán bộ miền Nam đấy, cán bộ người miền Nam đấy, là lãnh đạo của đất nước. Tôn nước quản là người đúng, Việt Nam hết, đúng thế, kể cả mọi người là đều là người miền Nam, gốc người Nam hết chứ không phải là người Bắc, gốc người Bắc gốc luôn đấy, người gốc, Bắc gốc ít luôn đấy. Đúng đúng đấy, người Bắc ít thôi đấy, kể cả thời kỳ đó là này Bắc hết. Nhưng mà tính từ 573 thì những người mà đã ra ngoài Bắc rồi á, thì là ông Tôn Đức Thắng hay ông Lê Duẩn là những người đã ra ngoài Bắc rồi thì gọi là người miền Bắc, là chính phủ ngoài Bắc đấy. Còn chính phủ miền Nam là do bà Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình đấy, và như là ông Phạm Hùng ấy là bên ông Võ Văn Kiệt đấy là đại diện cho chính phủ miền Nam đấy, là như thế. Nhưng mà sau là sát nhập một thì họ cũng là người lãnh đạo đất nước Việt Nam, lúc đó Việt Nam thống họ nhất lãnh đạo mà, họ lãnh đúng, đạo, họ họ là là người lãnh đạo chứ không phải là họ họ là là những người coi như không được lãnh đạo đâu. đúng, họ là những người được lãnh đạo đất nước Việt Nam bây giờ, đất nước Việt Nam thống nhất đấy, đa số là cán bộ miền Nam chứ chứ không phải cán bộ miền Bắc đâu. Mà ngày xưa Ngụy nó Mà rõ gọi là ràng là Việt người miền Bắc, Bắc rất tuân thủ theo cái đảng của chính phủ. đúng đấy, thế là như vậy. Và người miền Bắc và nhân dân Việt Vậy cho Nam nên miền là Bắc là hoàn toàn ủng hộ, và nhân dân Việt Nam lúc bây giờ cũng hoàn toàn ủng hộ đấy. Nhưng mà thời kỳ đó vì chiến tranh anh Triệu, rồi thế ngày hôm nay anh với những người Việt Nam Cộng hòa cũ ngày xưa là cùng khác chiến tuyến nhưng bây giờ lại ngồi với nhau như như những người đúng đồng bào rồi ruột thịt, như những người anh em gặp nhau, đúng đúng phải không anh? đúng à, Đấy, rất những người nhiều Việt mình đúng. nó đặc biệt nên. Tôi thì quen rất là nhiều, ngày xưa tôi bộ đội á thì tôi quen rất là nhiều những anh lính Việt Nam Cộng hòa. Và sau cái thời 577 á là họ lúc bây giờ là bộ đội ta lấy những người lính Việt Nam Cộng hòa mà đã đi cải tạo về rồi đấy là vào mùa đi nghĩa vụ quân sự. Thì tôi thời gian đó thì tôi còn trẻ thôi, khoảng 18 19 tuổi. Còn các anh ấy thì là toàn 28 30 tuổi thôi. Cái anh là lính Việt Nam Cộng hòa toàn 28 30 tuổi thôi. Nhưng mà chúng tôi rất thân thiết với nhau. Đấy, sự thật không? Lính Việt Nam Cộng hòa lúc ấy ở đơn vị tôi rất là thân thiết. Nhưng mà sau họ đánh giá một cái như thế này, mà tôi kể cho mọi người nghe một cái trường hợp như này, mà họ đánh giá là Việt Nam Cộng hòa không thua trước thì cũng phải thua sau. Đấy. Sau một thời gian là ở với chúng tôi được một mấy tháng ấy, là huấn luyện xong với ở với chúng tôi được mấy tháng ấy, thì cùng với đơn vị tôi là có 120 người, một đại đội có 120 người, chỉ có 50 lính Việt Nam Cộng hòa. Tôi đã kể dẫn dắt từ đầu này. Sau khi giải phóng miền Nam xong ấy thì 576 là đợt nghĩa vụ quân sự đầu tiên của miền Nam, người miền Nam lúc bây giờ là nghĩa vụ đầu tiên quân sự người miền Nam đi bộ đội. Thì là đợt đầu của 576 thì lấy toàn lính người những gia đình cách mạng hoặc những gia đình không dính dáng gì đến 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 Ngụy, lính Ngụy Sài Gòn ngày xưa. Đấy là cái đợt đầu tiên mà lấy nghĩa vụ quân sự là không có một gia đình nào dính dáng đến. Đợt lần đến 577, cuối 577 thì lúc bây giờ là Việt Nam ta lấy những người lính Việt Nam Cộng hòa là đã về trở về với nhân dân rồi thì là đi nghĩa vụ quân sự đấy, gọi là quân thu dung đấy, những đơn vị quân khu thu dung. Ai cái ở thời kỳ lính ngày đó thì hiểu là những đơn vị quân thu dung là biết. Thì như đơn vị tôi là có 120 người thì có 50 lính Việt Nam Cộng hòa đấy, còn 70 người thì trong đó có cả lính ngoài Bắc và lính người miền Nam. Người miền Nam là những người lấy 576 lúc bây giờ là họ là những gia đình, là họ gia đình tốt đấy. Thế thì đến 578 là chiến dịch mùa khô 578 đầu tiên mà lúc bây giờ là ta chuẩn bị đánh sang Campuchia giúp bạn để giải phóng Campuchia. Thì trong quân đội thì người ta có học chính trị và người ta có ra một cái đề nghị này: ai muốn xung phong đi chiến đấu ở bên Campuchia thì phải làm đơn đấy, vì lúc đó là quân tình nguyện Việt Nam sang Campuchia nhé. Còn đấy, ai ở thời kỳ đó hiểu và đã sang Campuchia là đều phải có đơn tình nguyện mới được sang bên Campuchia đánh nhau chiến đấu nhé. Thì là ở các đơn vị khác thì tôi không nắm được rõ lắm, nhưng mà đơn vị tôi là 120 người, một đại đội có 120 người thì 70 lính gọi là lính miền Bắc với cả lính người cách mạng này của miền Nam lúc bây giờ thì họ làm đơn hết, còn 50 ông lính Việt Nam Cộng hòa là không làm đơn đấy.
Thế anh em mới ngồi nói chuyện với nhau. Thế các ông hỏi chứ sao, các ông thì lớn hơn tôi hàng chục tuổi cơ. Các ông bảo sao mày ngu thế, đi đánh nhau mà lại chúng mày lại xung phong đi bộ đội, là à xung phong đi đánh nhau. Thế tao thấy ở trên thế giới này chỉ có mỗi Việt Cộng là lính Việt Cộng là xung phong đi đánh nhau để chết ấy. Chứ còn chả có cái quân đội nào lại xung phong đánh nhau như thế. Thế tôi mới ngồi nói chuyện với các anh nghe là trên vấn đề tình cảm thì tôi nói là mình là lính, mình là lính thì phải tuân thủ theo cái vấn đề của quân đội. Nếu mà mình không đi chiến đấu, mình là đã là người lính là chủ yếu là nhiệm vụ chiến đấu, ngoài nhiệm vụ chiến đấu ra là nhiệm vụ xây dựng để làm kinh tế. Thế thì bây giờ là nếu như mình không đi chiến đấu thì mình ở nhà cũng phải làm nhiệm vụ là đi phát quang để một số khu vực nào đó, để cho sau này cho dân họ vào đấy họ làm kinh tế. Có nghĩa là bộ đội phải là đi phá hoang trước, xong phá hoang cái vùng đất đó trở thành một cái vùng đất được phá hoang rồi thì mới đưa dân vào làm kinh tế. Đấy, đưa dân ở các nơi về đấy làm kinh tế. Thế thì mấy anh lính Việt Nam Cộng Hòa anh bảo cho là ôi rồi, thế thì nếu mà làm đơn đi làm xây dựng kinh tế thì tôi xung phong đi xây dựng phát hoang, xây dựng kinh tế còn được sống, mà chắc ăn là sống. Còn công đi chiến đấu thì 80% làm chết, 80% là công chết rồi, còn có 20% được sống thôi. Thì tôi chắc ăn tôi phải đi. Thế mình ngồi nói chuyện với anh em với nhau thì bảo không, chúng tôi là những người lính thì vấn đề là nhà nước kêu gọi, quân đội kêu gọi là chúng tôi phải đi. Đấy các anh bảo chứ, các anh bảo chứ nếu mà bây giờ là bảo tôi là làm đơn để mà đi chiến đấu thì tôi không làm. Còn nếu như mà điều động chúng tôi đi chiến đấu thì chúng tôi phải theo lệnh chúng tôi đi, chúng tôi cũng đi chiến đấu. Đấy là các anh ấy nói thẳng đấy. Trong quân đội thì chúng tôi chỉ nhận lệnh là điều động đi thôi. Chứ còn bảo tôi làm đơn để xung phong đi chiến đấu để chết thì tôi chẳng làm đơn. Đấy là các anh ấy Việt Nam Cộng Hòa anh trả lời thẳng đấy. Đấy. Thế là các anh bảo chứ tôi chưa thấy ở cái nước nào trên thế giới này mà bộ đội mà xung phong đi chiến đấu để chết như thế, chỉ có mỗi viên lính Việt Cộng. Cho nên tôi nói thế này thì đúng là lính Việt Nam Cộng Hòa tôi thua là phải. Các anh cũng nói thẳng thế, lính Việt Nam Cộng Hòa thua phải. Ngày xưa chúng tôi là lính, chúng tôi chỉ biết nghe là mình trên, trốn được thì trốn. Ai mà có điều kiện chạy trọt về những thành phố, những nơi xa nơi chiến tranh là người đó có điều kiện chạy thì tốt. Còn ai mà không chạy trọt được phải ra vùng 1, vùng 2 đi chiến đấu là công sợ lắm. Đấy, bắt buộc bắt đi đảo ngũ. Có khi các ông đảo ngũ được mà các ông về rồi các ông lại đăng lính lần thứ hai để lấy tiền thì có. Hoặc là những lính Việt Nam Cộng Hòa đi mà chết còn có tiền tử tuất này, rồi cái gì đấy, rồi trong thời gian đi lính thì lương rất là cao đấy, có thể một người lính nuôi được một người vợ hai đứa con thoải mái, sống thoải mái đấy. Nhưng còn lính Việt Cộng như chúng tôi thì em xin ngắt anh như chưa này. Trên thực tế thì cũng nói thật là anh cũng mô tả nó chi tiết rồi. Ở đây có các bạn Điện Biên bạn nói là Việt Nam Cộng Hòa thì thực tế là thua thì cũng là đúng thôi, tại vì nó không có lý tưởng và thực tế là lính đánh thuê. Thế nhưng mà cũng vấn đề sau sau 43 năm rồi, hiện tại bây giờ thì tại sao lại có rất nhiều người kiều bào trước là Việt Nam Cộng Hòa đi ra ở định cư nước ngoài, bây giờ họ lại rất vui mừng khi họ về nước, mà trong khi đó lại có một số người lại cứ chống đối là thế nào? Anh nghĩ tại sao, và những người mà Những tư người tưởng ấy nào mà này tôi lại nói giúp này họ là họ quay về đất nước và họ rất là vui mừng khi họ 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 thấy đất nước thay đổi và họ có muốn đóng góp một phần nào đấy bây sức lực, giờ rồi ví dụ như là tiền của cho đồng bào, cho gia đình họ, hoặc là gặp gỡ anh em bạn bè để chia sẻ. Thì tại sao họ lại nghĩ về cái tốt như vậy? Trong cái đó rồi có một phần như là Trương Chuột hoặc là Benny Thái, Benny Trương ấy thì cứ kêu gọi là coi như là phá vỡ cuộc sống yên bình này. Thế nghĩ tại sao thế là họ lại này có cái tư tưởng thay đổi như vậy và có một số lại chống đối? tôi giải thích nha, và để cho anh và mọi người theo nhận định của tôi nó như này. Sau 1975 một số lính ngụy đã thua và bỏ chạy sang nước ngoài rồi, và sau thời kỳ đó là có thời kỳ như đi chạy DSO hoặc là một số người trốn ra nước ngoài. Thời kỳ đó là trốn ra nước ngoài đi vượt biên đấy. Thì thứ nhất ấy, là một số hàng ngũ mà gọi là cái đợt đầu tiên chạy 575 là khi thua bỏ chạy ra ngoài ấy, là một cái thành phần, đó là thành phần ngụy. Còn cái thành phần thứ hai là đi theo diện HO hay theo người nhà, là vì vấn đề kinh tế lúc ấy ở Việt Nam đất nước ta rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nhân dân đói, lính còn đói, người lính còn đói, cán bộ còn đói, nhân dân còn đói. Đấy. Vì thế cho nên là họ muốn chạy đi để vì kinh tế. Đấy, nói thẳng kể cả những gì hiện HO họ cũng chạy đi về kinh tế, hoặc là một số người người ta đảo, người ta gọi người ta trốn đi đấy, người gọi là trốn đi đấy. Thì lúc bấy giờ
là họ cũng chạy đi vì kinh tế. Đấy, nhưng mà đến bây giờ họ nhìn thấy đất nước Việt Nam phát triển. Đấy, À. những người mà họ quay về Việt Nam, họ nhìn thấy đất nước Việt Nam đã phát triển, nhân dân được ấm no. Đấy, và đất nước phát triển. Tại sao họ vui À, vùng vui xây vui dựng mừng thì như vậy? họ vui mừng cho đất nước Việt Nam. Đấy, và có những người người ta quay về đây, và rất nhiều điển hình như là theo như thống kê của Quốc hội vừa rồi, họ nói là có 3.500 doanh nghiệp của người Việt là hải ngoại đấy, gọi là người người gốc Việt, người Việt kiều đấy, về đã xây dựng là 3.500 doanh nghiệp đấy, về đầu tư ở Việt Nam. Và một số rất nhiều kiều bào yêu nước họ đi lại để thăm đất nước, thăm gia đình, thăm bà con, họ nhìn thấy đất nước Việt Nam phát triển, họ rất vui mừng và họ không chống đối. Thế còn một số thành phần ấy, cũng có một số thành phần họ về nhưng họ không nhìn về đất nước Việt Nam một cách cách tích cực, hoặc là một số thành phần họ không về, 435 họ không về, nhưng mà họ xuyên tạc rồi là thổi phồng bóp méo, thì họ nói là Việt Nam ta là còn thua cái thời La Rai năm 1975. Đấy, họ nói như thế mà họ cũng nói được. Nhân dân Việt Nam, những người sống ở đất nước Việt Nam này họ phải nhìn thấy chứ. Mà trong khi đó họ xuyên tạc, họ bảo là Việt Nam còn thua năm 75. Bây giờ phát triển thua năm 75, không bằng năm 75. Đấy. Đúng rồi, tại vì Việt Nam không còn viện trợ nữa thì thua, đúng rồi. Đấy, đây Mỗi là năm Mỹ nó họ rót mấy tỷ vào, đúng không? rồi họ thổi phồng bóp méo những sự thật để họ chống đối. Chống đối có hai mục đích. Đấy, như lúc nãy ta đã phân tích rồi, có hai mục đích. Một là cái nghề Kiếm chống tiền. cộng của họ, cái nghề của họ để họ kiếm tiền. Đấy là một, đấy là một 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 số thành phần là cái nghề của họ. Còn một số thành phần thì vì coi như hận thù, muốn lật đổ cộng sản, thì họ sẽ dùng đủ mọi hình thức để đánh sập nền kinh tế Việt Nam và để lật đổ cộng sản. Đấy, thứ hai thành phần đó là như thế. Cho tôi nhận định nó là như thế. Đấy, thì Vâng. Bây giờ là 1 giờ rồi. Đến lúc này là giờ nghỉ. Bên Mỹ là sao cái nhà của anh vẫn không có bao que vào ôi để bắt giời ra ơi, cho vui nhỉ? bao que mà vào nhà Nhìn tôi thì nó hơi thấy như béo. sợ. Có nhưng mà ít Ừ. gọi thì vào qua thôi. Lấy là có anh gì đấy là tôi nói cho một câu này là đi luôn nữa. Em Họ chỉ bảo mong làm sao cái là diễn đàn cái của anh mạng ấy của nó tôi bao cũng bị đánh sập. Họ bảo cái mạng của tôi, que. Ừ. cái diễn đàn của tôi cũng bị đánh sập đấy. Cái anh gì đấy, lấy nhờ ông gì tôi quên rồi, ông cái gì đấy, thì ông vào đây thì tôi cũng vào diễn đàn của ông ấy, nhưng mà tôi bảo ông mời lên tôi lên, nhưng mà không bao giờ ông mời tôi lên. Thì ông chỉ nói là anh siêu, anh thông cảm là tôi không thể mời anh được. Vì anh nên là anh phá diễn đàn của tôi. Đấy, anh toàn bung vô cho cộng sản, anh toàn cái như là xuyên tạc để ấy cho bung vô cho cộng sản thôi, chứ tôi không mời anh đấy. Đấy, còn vào diễn đàn của tôi thì anh chỉ đấy, anh chỉ comment lên câu tôi nói anh cái là anh đi ra ngoài ngoài ngay đấy. Cho nên bao que là vào diễn đàn nhà tôi rất khó, cho nhiều khi nói này tôi phải sang các diễn đàn khác để tôi nói. Mà sang diễn đàn của Thái Ngục Nhiên thì về vấn đề lý luận của Thái Ngục Nhiên thì còn kém, và vấn đề lịch sử thì Thái Ngục Nhiên hoặc là một số anh chị em thì họ họ còn kém. Đấy, và như Anh vào anh bẻ gãy họ thì rõ ràng là họ không đủ lý lẽ lý lẽ với anh rồi. Tại vì với anh ấy là anh có lịch sử, anh là nhân chứng sống của lịch sử, anh có thể chứng minh từ từ thời có những ông nội ông ngoại từ thời đấy đến bây giờ, thì rõ ràng nó là những cái biện chứng rất là hùng hồn rồi, thế ra nó không bẻ được anh ạ. và Thế nên là anh vào bút ghi tí không lúc anh đầu á thì tôi mở diễn đàn lên thì cũng có bao que vào nhiều, và tôi cũng phân tích và ngồi 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 lạc lý luận với họ, nhưng mà khổ quá là sau rồi họ nói cùn quá thì ra mình đâm ra mình bực mình, vì vậy là tôi không 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 giải thích nữa mà tôi dùng cái biện pháp mạnh đấy, trong khi biểu tình đấy, rồi là hô hào coi như là toàn bộ coi như là nghiện ngập ma túy lên, rồi cầm kim tiêm rồi chích, rồi là cầm súng phun lửa, rồi cầm thế này thế khác, thì mục đích của họ là gì? Mục đích họ chỉ gây rối, còn họ chết tiền à? Anh chẳng có thằng nào đứng đầu tao đây, tao là lãnh đạo chiến này đây, tao là chấp nhận hy sinh. Nếu như mà coi như tao hy sinh thì coi như là tao như là tám, hoặc là tao như là Trần Phú đây, nó sẵn sàng như đối diện với thủ đấy. Nó làm gì có thằng nào như thế đâu, đúng rồi. ai đưa tin, Cái ông thứ chỉ nhất đấy là lấy tiền thôi. là những cái người mà có trình độ như ông Nguyễn Cao Kỳ ấy, thì ông lại không đứng lên. Nếu như ông Nguyễn Cao Kỳ mà ông đứng lên để ông ấy
chống đối và kêu gọi người Việt hải ngoại thì nhiều người theo. Nhân dạng như Tân Thái bên Y Chương ấy, mắt thì còn một mắt nổ mắt xỉn. Đấy. Còn mà như Tân Thái ấy, thì Tân Thái thuộc dạng đi nằm leo rũa móng. Chỉ biết thế mà đi hô cứ gào 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 gào, chẳng hiểu là cái gì. Ai ta nghe? Đúng không nào? Lý luận thì cồn. Đi luận thì không lý có cồn. Toàn mấy cái ông mà ở Việt trong đất nước mình mà mấy ông quay thất nghiệp mới đi phụ hồ và ông lên ông nói thế nọ kia thì không có đúng hay hay xe ôm, xe ôm với chứ ôm ôm mới xe ôm mấy mấy ông mà bất mãn chế độ ông nói thì cả, nói chả đâu ở đâu cả nhưng mà cứ nghe hay hay đất nước Việt Nam như vậy là mất hết rồi mất hết rồi cứ mất hết rồi mất hết với tổng cộng rồi cứ khen hay đấy. Thế để cho Tân Thái là để cho mấy cái ông coi như là xe ôm với cả mấy ông phụ hồ cho lãnh đạo Tân Thái thì tốt. Tôi cho là như thế. Trình độ như thế mà đi hôm nào hôm nào bác ra Quảng Ninh em dẫn bác đi Vân Đồn chơi nhỉ, ăn hải sản. À